Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là bản tin cơn bão số 9 khẩn cấp. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 9 đang gây mưa to từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Vùng nguy hiểm trên biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy hải sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 9 tiếp tục suy yếu dần do ảnh hưởng của cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh nên ở Quy Nhơn và Bình Định đã có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8. Từ Hoài Nhơn đến Bình Định mạnh từ cấp 6, giật đến cấp 8. Quảng Ngãi đến Phú Yên có gió mạnh giật từ cấp 6. Đảo Lý Sơn mạnh lên thành cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hồi 21 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ vĩ Bắc, 110,6 độ kinh Đông, cách đảo Quảng Ngãi, Bình Định khoảng 180 km về phía đông, cách đảo Lý Sơn khoảng 170 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là khoảng từ 120 đến 150 km/h, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó đổi theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Đến 19 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là khoảng từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 13,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy hải sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và vùng biển phía Bắc, Tây Bắc, khu vực giữa Biển Đông, cấp độ 3, cấp độ nguy hiểm. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh từ cấp 10 đến cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, sóng biển cao từ 15 đến 20 mét, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ bao gồm quần đảo, huyện đảo Lý Sơn, gió mạnh từ cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 5 đến 10 mét, biển động dữ dội. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 9 vừa qua đã làm chết một người và đánh sập rất nhiều cây trái hoa màu và rất nhiều tàu thuyền trên Biển Đông. Hiện ước tính không thể nào mà đong đếm được. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được một thông tin từ tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết cơn bão số 9 đã đánh qua đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Hơn 1.000 hecta cây trái hoa màu tại đảo Hải Nam đã bị đánh sập hoàn toàn. Điện đường trường trạm thì bị tê liệt. Theo thống kê nhanh, một sân bay, hai bến cảng và một nhà ga đã bị tê liệt hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền ông Tập Cận Bình không biết phải làm sao khi những ngày vừa qua mưa chồng mưa, bão chồng bão, mưa lũ, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xảy ra tại Trung Quốc. Người ta cho biết rằng đây chính là nhân quả ứng hay còn gọi là nghiệp quật mà mẹ thiên nhiên và ông trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra rất nhiều tội lỗi và đau thương cho nhân loại này. Kính thưa quý vị và các bạn, phải nói rằng Trung Quốc đã gây ra rất nhiều tội lỗi, điển hình như chính Trung Quốc là tác giả của con Covid-19 để bây giờ hàng ngày có hàng trăm triệu người nhiễm Covid-19 và hàng ngày đã có hàng ngàn người tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương và đau buồn. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc
chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ, hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả đầy đau thương do mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã gây ra cho người dân của Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh. Hiện tại, tình cảnh của Trung Quốc bây giờ tan hoang, không khác gì sa mạc Sahara ở châu Phi. Và tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi tiếp các chương trình tiếp theo của chúng tôi. Khi có thông tin mới nhất, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Và bây giờ, thay mặt những người làm chương trình, kính chúc quý vị một ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.